Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Viết Phú. Hôm nay thì cuối tuần em cũng có ra quán đồ cũ để mua một số đồ cho một số anh, một số bác có nhờ đi mua, có nhận, có đặt đi mua. Thì thời gian qua thì em cũng có quay cái con loa bow kia, cũng có mấy lần nhưng mà chưa kỹ, chưa cụ thể nên các bác có bảo là quay cụ thể lại. Hai nữa là cái con tiếc này thì có một chú có hỏi là kiểm tra cho chú xem là nó sản xuất ở đâu các thứ ấy. Thì tiện thì hôm nay em sẽ quay luôn thể. Thì nhân tiện thì có mấy con âm ly nhưng mà toàn là đồ chơi nhạc thôi chứ không phải là đồ hát, mà dân Việt mình thì thường hay chọn hát hơn. Còn hoặc là mua mấy cái âm ly này thì thêm cái bộ vang số để hát. Thì với lại có một con bot này nữa, bâu sử, bên này phiên âm cái tiếng này là bâu dự. Con bâu này thì có màn hình TV quay lên cho bác xem cái phản nó đấy. Đó thì trước thì cũng khá nặng nhưng mà nó không được đến mức nặng như em nghĩ đâu, khoảng tầm chục cân đấy. Và nó ở dài mất 2 gang á, 40 phân, gần bề rộng 40 phân, bề dài này thì phải 70 phân. Con này thì có giá, con này là model của nó là Bow Solo TV Sound System. Con này giá mới 8 triệu đồng, giá cũ bây giờ còn 4 triệu đồng, sản xuất năm 2012, bảo hành 6 tháng. Thì ở đây người ta có dây cáp đi này, có cái dây cáp AC này, có dây cáp kết nối này, có điều khiển này, và có cái dây nguồn, đinh gin, cable, đấy, điện nguyên. Thì nhìn bên ngoài nó cũng còn rất là đẹp. Đấy, bên ngoài nó thì cũng rất là đẹp. Quay chậm cho bác xem vì có nhiều bác comment là chú nên quay chậm lại cho anh em xem thì thấy nó dễ hình dung hơn. Đấy, thì em cũng rất là cảm ơn chân thành cái sự cả ủng hộ và cái góp ý của tất cả các anh bác. Thì em sẽ quay chậm hơn một chút về mấy con này cho tất cả các bác các anh cùng xem. Đây một lần nữa con Solo TV Sound System. Em sẽ lật mặt dưới nó lên cho bác xem. Đấy, đây là cái mặt dưới của nó, rất là to. Đây, và đây là cái thông tin sản xuất của nó này, Bow Solo Sound System này. Đấy, không quay bằng điện thoại, một tay nâng một tay cầm nên nó hơi khó, các bác thông cảm. Con này nha, Bow Companion, nhà máy của Bow Corporation Birmingham, USA. Nhưng mà con này thì made in China, sản xuất tại China nhá, sản xuất tại nhà máy tại China. Đấy, nên nhắc đến sản xuất tại China là các bác ở Việt Nam mình là không ưng rồi. Thì đấy là cái tâm lý chung của đâu cũng vậy thôi. Này đấy là phía sau nó các bác nhỉ? Có hai cái này là gì ạ? Lỗ hơi, sắp hơi. Hôm nay nó cổng kết nối RL này, Optical Coaxial Server, cổng USB này, có cổng dây data 3.5 này, và dây nguồn này, 100-240. Đấy, về Việt Nam vẫn chạy tốt. Hai bên là có hai cái lỗ hơi. Đấy, thì nó có vậy thôi. Ta sẽ để nó lại đã. Đấy, đấy là xong cái con Bow Solo Sound System này. Thì trên này cũng có một con Bow Solo System khác. Con này là Bow 5 Solo 5 này, Bow TV nhỉ. Bow TV Solo 5 Sound System. Con này cũng có giá gần bằng con này, cũng tầm 3.8 triệu vậy đấy. Sản xuất năm 2016, mỗi hơn rất là nhiều, cũng có đủ hết dây nguồn, dây cáp AC, cái dây quang luôn. Đây có chữ quang cable rực này, remote, remote con, remote bảo hành 6 tháng. Con này là nhẹ lắm, con này chắc tầm 2 cân rưỡi mới, 3 cân, cho 3 cân đi, cho nó thoải mái. Bỏ sang bên chỗ bầu nào gần bầu. Đây nó có đầy đủ sau này, thông tin sau nó thì đây, đấy, nguồn sau nó, em sẽ lật sau nó ra xem là sản xuất ở đâu. Hạn chế quay trong hỏng của người ta. À, không thấy ghi sản xuất đâu à. À, phần này chỗ này người ta dán cái này lên hết rồi, thành ra là che mất thông tin quá, không xem được, rất là tiếc. Thôi dán nó về vị trí cũ, nó an toàn an tâm đấy. Thì giữa là một con Sony thôi, con này như kiểu con sắp hơi, em không quay nữa nhỉ.
Loa gì cũng loa tivi sao? HTST03. Này cũng giá bằng con bên này, cũng 4 triệu. Đây mọi con loa tivi nằm gần nhau. Đây này cũng có con Sao 3 của JBL. Con này đẹp đấy. Toàn giải. Con này 32.0 all in one. Ui trời, tất cả trong một. Toàn giải, nghĩa là toàn giải luôn. Con này thì có giá bán hiện tại là khoảng tầm 2 triệu rưỡi này. Sản xuất 2019 luôn, mới tinh tinh tinh. Mà JBL thì chắc chắn là lắp ráp tại China rồi. Em cần xem nữa thì nó cũng gần như là 90% là sản xuất tại China rồi. Xem nào. Đây có cả chữ Hàn, chữ Trung, chữ Nhật. Nó không thấy ghi là sản xuất ở đâu nhỉ. Hơi lóa, quay ra cho bác xem. Đây, bên này. Bên này cũng không thấy ghi là sản xuất ở đâu, không ghi thông số và model các thứ. Không thấy là có sản xuất ở đâu. Thế mới hay. Không thấy sản xuất đâu luôn bạn. Rồi, bỏ về vị trí cũ, không rơi, không có tiền đền ốm. 2,5 triệu con này, khá đẹp. Sao 3, em chụp cái ảnh đã. Đấy thì em thì cũng không phải là dân chuyên ấy. Thì em quay mấy con ở cửa hàng đồ cũ thì là hàng này thì như kiểu nhiều bác bảo là mấy con hàng cỏ là chính. Thế ở nhiều bên này, nhiều bác đi bên này lâu ấy, nó chuyên chơi những hàng dòng như là Fortech hay là nhiều con chuyên nghiệp hơn. Đấy thì ở trên này có mấy con siêu trầm, một số bác có hỏi siêu trầm. Còn ở Đen Đông thì nó giá có tầm 900 nghìn thôi. Nhưng mà nó nặng. Con này nó khoảng tầm 5-6 cân. Để vận chuyển nó gần bằng tiền, nó đắt hơn tiền hàng luôn. 900 nghìn tiền hàng mà mất 1,2 triệu tiền vận chuyển này. Con này là vẫn combo này vẫn còn FS321. Trước em lấy cho anh Huyện Phương ở trên Bắc Giang một bộ rồi. Còn một bộ này cho anh là còn một bộ này nữa. Đấy thì em sẽ quay xuống bên con bâu bên dưới. Còn đây là con bâu mà rất nhiều người hỏi em. Đây là bâu RA DVA DVA15 AEM 535 mã. Con này có giá 5,5 triệu hơn. Bây giờ đối với hiện tại man hiện tại chắc nó lên 5,7 triệu mất. Nó có một cái đầu đĩa này. Một cái âm ly này. Đấy và có một cái siêu trầm này, tổng với 4 con la con. Đấy, loa 5.1. Thì con này thì nó vẫn còn ở trong túi ni lông, rất là đẹp. Có mấy anh cũng hỏi này. Chú cũng hỏi này. Còn anh tới cũng hỏi rất thiết tha mua con này. Nhưng mà hôm nay em sẽ quay phía sau cho các anh xem, để xem các anh còn có ưng không. Nó bọc ở ngoài nên là bụi biếc bên, dính bên ngoài thôi, chứ bên trong cũng sao nhé. Đầy đủ hết phụ kiện này, dây chạc các thứ này. Hơi tối, chỗ này nó bên dưới. Đây, em sẽ quay phía sau cho các bác xem. Đây, đây các cổng kia vẫn còn trong túi chân không hết nhé. Con này thì nào, bow model DVA15 này. Assembly in China, Assembly in China này. Lắp ráp tại Trung Quốc nhé. Con này là dòng 13W và 100V 60Hz, 50-60Hz. Điện 100V. Đấy, thì lắp ráp tại Trung Quốc ở cả bộ này nhé. Con DVD này cộng với con âm ly này thì cũng Assembly China này. Assembly China. Hơi lóa nhỉ. Đấy, Assembly in China. Đấy, thì tạm thời quay thế cho bác xem thông tin nó để quay thêm kỹ hơn chút nhỉ. Còn nó thì có dưới này có dây ao khá nhiều đây. 100V 60 70W này. Đấy, con âm ly 70W. Con đầu đĩa này thì nó ghi 13W. Đấy, còn bên này là cái cục trầm của nó. Và trên này là có túi. Ở trên này có túi mở bạn. Đây, trên nó có túi phụ kiện, dây cáp các thứ. Rồi thì ở bên này là con tiếc nữa. Tiếc này thì cái âm ly vào bộ đầu. Âm ly của tiếc là AD850 này. Ồ, nhẹ quá, này chết dở các bác chửi chết. AD850 có giá tầm 7 triệu. Có cổng USB. Đây. Có ghi lên đây USB memory này.
tuyến âm này, đường đường USB âm thanh USB này, CD này, có đồng mới hết mà. Là hàng này là hàng mới, sim pin hàng đang mới, mới tinh tinh nên con này đủ hết. Dưới này cũng thế, con dưới này thì có giá tầm 4 triệu, con này thì có giá, con đầu điện nó có giá tầm 7 triệu. Đấy, hai con này em sẽ quay phía sau. Đây phía sau của nó, các cái cổng kết nối cũng như là cái thông tin này, thông tin của con âm ly trước này. Âm ly thì nó sản xuất tại Tokyo Japan luôn nhá, 200W. Âm ly này 200W. Mình sản xuất thì tại Made in Việt Nam. Đấy, nhà máy TX của Việt Nam. Còn công ty của nó thì ở Tokyo. Đây, sản xuất tại nhà máy Việt Nam mình này. Đấy thì nếu mà giờ bác nào mua con này thì khác gì là thả hổ về rừng luôn, chở củi về rừng này. Sản xuất năm 2019 hàng mới nên là nó cũng rẻ, ở Việt Nam nên nó cũng rẻ. Còn cái âm ly trên thì cái đầu đĩa trên thì Made in China này. 50Hz, 60Hz, 13W. Cũng sản xuất 2019. Còn nhà máy thì vẫn ở Tokyo, Tamashi Tokyo, Japan. Cũng rất là bất ngờ về cái con TX này thì nó có nhà máy ở Việt Nam, Made in Việt Nam. Đấy, hóa ra là cái của nhà mình thì vẫn có bên này. Thôi giờ em sẽ chụp cái ảnh của con này đã. Giờ không ngờ là Made in Việt Nam này sang đây rồi. Rồi đây là ba con. Em vừa mới quay cho các bác tham khảo vì mà ba con này cũng có nhiều người hỏi ấy. Thì bên này nữa thì có một anh cung ở bên chỗ Hà Nội, ở gì nhỉ, Đào Duy Tư Hà Nội, có rất là thiết tha mua một con này CMTX X5CD. Đấy, con này thì rất là đẹp. Con này đợt trước em có mua cho anh Sáu miệt vườn một con, anh Bình Dương một con. Và anh Cung xem con đấy đã mê từ ngày đấy giờ. Em rất tiếc bây giờ mới có để mua cho anh một con. Con này thì nó khá đắt. Trước em mua cho anh Sáu miệt vườn là con này nó khoảng tầm hơn 2 triệu một tí, 2 triệu 1 tí rồi. Thì con này bây giờ nó là 3 triệu. Nó đắt hơn gần 1 triệu. Thì con này nó đời mới hơn 2018. Và anh 6 tháng thì cũng như nhau. Có đầy đủ giấy hướng dẫn sử dụng này, dây cáp này, dây AC này và điều khiển luôn. Đấy thì nó là rất là mới. Sony MTX X5CD rất đẹp. Đấy, em sẽ lấy con này cho anh Cung ở trên Hà Nội. Em rất là chân thành cảm ơn. Đấy thì ở đây là một số con khác, mấy con trầm. Bên này thì có hai con trầm. Hôm nay hay hỏi thì em sẽ quay nốt luôn. Một con trầm Yamaha STSW005, con này thì có giá tầm 700.000 thôi. Nhưng mà nó nặng tầm 5-6 cân thì nó vận chuyển mất tầm 1 triệu, 1 triệu 2. Mà chưa kể ship nữa là 1,5 triệu. Thì mà giá có 700 thôi nên em khuyên các anh đừng mua làm gì cả. 1 đồng tiền ra, 3 đồng tiền thóc. Nhưng mà nếu các anh thì là những người chơi thì có nhu cầu thì vẫn nhiều anh vẫn cứ mua thôi. Cái đấy thì em là ý kiến của em nhé, ý kiến cá nhân. Còn đây là con Fortech. Fortech này thì những dân chơi dòng thì hay dùng những con Fortech này. Em có một bạn ở bên này cũng hay chơi dòng Fortech này. Đây là Fortech PM SUBN có giá là tầm 3,5 triệu. Đấy, 2011. Con này có xuất lực là 68W, 8 ohm. Đấy. Và cái bát là 20cm. Đấy, các thông tin cơ bản quay cho bác xem. Đó, nó hàng ngoại hình của nó này, nó gần như là mới. Fortech nha, Fortech. Rồi, nhân tiện thì em sẽ lấy một con Audio Technica AT-PL300 này cho một anh có gửi mua. Em sẽ tiện em sẽ lấy con này luôn. Đây thì em xin chấm dứt cái video này tại đây, ra thanh toán để đi về. Xin cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ kênh của em và đã có những cái tin tưởng gửi tiền để em mua hàng. Đấy thì một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả sức khỏe của tất cả các bác. Và hy vọng là rất là mong nhận được sự ủng hộ tiếp tục trong thời gian tới của tất cả các bác và tất cả các anh. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.